ស្រីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចខ្លះៗនៅក្នុង App Store ឬក៏ Play Store ដែលយើងសិតពាក្យ Bay Con BAYCON មកអ្នកអរគុណនឹងឃើញហើយណាឥឡូវមុនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចពិសេសខ្លះៗនៅក្នុង Bay Con ដើម្បីអ្នកអរគុណបានឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខ្ញុំចូលទៅប្រាប់ខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកអរគុណឲ្យទៅបង្កើត Bay Con សិនសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បង្កើតសូមមើលខ្ញុំទៅដើម្បីអាយើងបង្កើត Bay Con បាន ហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចុចមកលេខកូដបស់ខ្ញុំមួយទៀតក៏បានដែរលេខកូដ 623 ហើយយើងចុចដកមកអត់ថានេះក្លែងក្រោយហ្នឹងគឺបំបីមក 25 ហ្នឹងគឺដូណាអត់នៅទៀតទេគឺតែហ្នឹងបានដូមកដែរមក 6 3 3 ប៉ុន្តែខ្ញុំបង្កើតទេដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតទៅវាចឿនគ្នាត្រដែលៗណាដែលចឹងត្រដែលៗបង្កើតតែអខុនច្រើនអត់បានប្រើដែលចឹងខ្ញុំខ្វែងវាចូលហើយខ្ញុំឡក់អិនពេលដែលអ្នកនរគ្នាចុច ហើយវានឹងចាញ់លេខកូដដល់ក្រោយលេខកូដដល់ក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអ្នកនាំមិត្តភក្តិរបស់យើងម្នាក់ពេលដែលគេអាប់ក្រេតអខោនប៊ីសិនស៍ចំនួន 45 ឡាគឺយើងទទួលបាន 20 ឡាពីគុណក្រុមរបស់យើងណាវាមានមានន័យថាបានច្រើនណាមក 20 ឡាហើយនេះគឺជាលេខកូដដែលយើងអ្នកដែលនាំហ្នឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលទៅគឺលេខកូដហ្នឹងឯងអត់បាក់ដូទេឈ្មោះខ្ញុំដូហើយលេខទូរស័ព្ទដាក់មកអ៊ីមែលរបស់មានដាក់មកហើយយើងឆេងផាសវើដផាសវើដហ
nó đã về những trăm bây giờ nó hay pin code rồi cái này định buông tung ấy cái giờ đã về trăm hay giờ rồi cặp tục tới rồi nó người thằng khan về để dựng bánh lui về để dựng bánh về để dựng bục phê giờ nó cứ dựng ra cặp pin như ngay nhá hay cái này à thì nhà tôi là lớn nó cứ phê như đã bỏ nhá miền phê bấy thì mỗi pro thì pin sấy thì bấy order này như đã màu nhá cái tay như đã rồi hay hay cái này yes nhưng dùng bây giờ máu là bây giờ brand này dùng ad thì mua dùng máu via auto là sai vừa thì mày cứ confirm đấy lại ní miền bắc này làm dùng về để dùng bắt đối cứ việc chập hay sapo nhà cho khô mỏ này lấy những ad brand mỏ nè lấy những ad brand mỏ hay dùng tầm mờ này lấy ní cứ chơi brand bây giờ nè dùng ad brand này lấy những bán hay lấy ní sinh nhật đô la ở ta là dùng đô bàn nè nó một trăm hai ní dùng miền pi thì mỗi abc abc nếu mà sang chơi account mà dùng mình tên upgrade đấy cứ dùng đô tiền bàn này để chép pi ពី ប៉ុន កាក់ ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ បាញ់ មក ពី ទូរស័ព្ទ ផ្សេង ទេ សម្រាប់ ខ្ញុំ upgrade account ពេល ខ្ញុំ ចំណាយ លុយ តែ 25 ទេ ហើយ នឹង កាក់ ABC 2000 ទៀត គឺ ខ្ញុំ អាច upgrade account ឲ្យ ក្លាយ ជា account business បាន ដល់ ពេល កន្លែង នេះ គឺ ជា សញ្ញា ដុល្លារ ដែរ យើង ហើយ មក កន្លែង នេះ គឺ ជា ក្នុង មួយ ថ្ងៃ វា អា លុយ ហ្នឹង នឹង ទៅ PayPal ហ្នឹង គឺ នឹង ឡើង មក លើ ហ្នឹង
hay lui nhớ pe đại crop hạt sầu lá vì nó lợn mà lợn ngay còn tay phần chỉ dương rota mà mét mét đây thả phần chỉ còn crop mà dương upgrade nó cứ lui nâng cho bằng một lần qua lương ngay đấy từ crop nhớ ô thà dương ro còn crop mà mình nè còn crop dương upgrade khó cứ vì lần lợn lui một phần là ngay này hay pe đại dương upgrade khó luôn sạch trong là nó cứ dương nó bán phe muối để crop mình kịp đó ối cứ chấm luôn là một phe là đập dương à bụp hết nhá, còn tay phải lá nó ngập đỏ bàn đây, nhưng sản phẩm những bụp hết chứ, hay nâng chúng luôn là hết và những cư miên là lại chúng luôn vào mùi khế, vào mùi quần nhé, hay nâng những ai bụp hết hay những ai rồi ban là bị đòn nhé, bị đòn thà là trong phô vịt ô không à, mặc nhom nhắn về để nhom mưa vịt ô chạy mưa vịt ô nhắn, về nâng chạy nhờ cái này, chạy cái này report ad nâng máu nhưng chạy bật máu về nâng hai chiếc cà phê này vì chạy nhà dân cháy nhưng chạy bật mó hay nick lại đến viên người tôi bán lui này chúng nó là cầm màn đấy phần đấy bật ra nhà dân gặp cái con đi sneak cứ tôi bán học tập về rồi này này lui nứng anh ấy dân bán là sang tập về rồi thì con tập nào bật ra nhà dân lên à con dân dân lên vô lui được mấy upgrade cứ ví dụ nào tại dân chúng này lui xe tam là đấy về thì dân chúng này lui xe tam lán dân bán để dân bán thay một thay hay dân bán lui một thay là làm bú dương bán lui rồi bán lui học sập rối hay nâng dương tôi bán cát mà chừng mùi nhé cát mà chừng nó cứ dương ai cát mà chừng nó cứ dương ai chờ về để dương bắt con mà dương được bên bài hải dương ai từ sông kia nằm bay bờ con dương mình hay vậy tất cả nó cứ vì ai chơi bạn từ hai dương mới mà được lấy tiền nhưng mà được lại nâng này bà thân dưỡng áp đây là khó nguyên định chân cài dưỡng đấy vì định chân cài dưỡng chúng muốn làm bà thân dưỡng ban cài mũi cứ dưỡng đường ban được tôi có đồ bị cầm hôn đồ ban là mà chỉ cần chân cái áp đẹp cần chân cứ dưỡng được tôi ban cài hạt cài và man và cài pi cài bay cài buôn cài pram nữa cứ dưỡng được tôi ban phải do chân bị cầm hôn đấy còn tay là sao đấy hạt này cứ chỉ friend này cho bạn ad thì muốn pi chỉ buôn khay ấy nên là pi cần một rồi nhé lại này cứ chúng luôn sam tập video để cho bạn phong được không là con một nhóm hay cái này micro nâng cứ cái này micro nâng cứ về những bộ phê tới về nâng load cho nhiều người bằng hai dương lại nâng hai bên tập một tiết dương miền miền phê như chắc lại phê như mỏ như chắc lại phê nâng dương nâng khơi phê thông thông là bỏ hà cầm hôn nâng mà để chắc cầm hôn bài con nâng miền này sập phê mà nhỏ miền này lại nâng chùm nôn xe sập bì khê và mình này cái đấy năng ngày mà cái này này bài con này mình khởi nhé này cứ kể từ tôi ban là cài mùi ấy nâng tập từ tôi ban này chỉ ngay thì bốn khai pram bị phần phải mùi ngay thì đọc bốn khai một cái bị phần phải mùi mà sao nâng ấy kể từ tôi ban cài mùi nhé mà này tất cả địa đại cái là bài khăn khăn ấy cái ai được rộp cài bán cái ai rộp cài bán cứ cái nâng từ tôi ban lôi chân bị cầm hồn nắng phần do chân bị cầm hồn ai phê khác vì ai miền là còn nít miền lộ thật phò này cái này nữa miền lộ thật phò này miền lộ sabu miền lộ lê có bảy dạng nữa về đây tôi điền facebook này cái này ai mò cái này nhưng mà hai cái vaccine để cái vaccine nó cứ nó không cho năm people một phải mùi nứng cứ mùi rồi cả nhưng tôi ban để mùi là để đấy để xem bên đây tập pin cả nứng cứ bà sân dịch cất chia đô la cứ chấm luôn một phải là còn tay bà sân chăm pin là phải bấy pin cả nứng ai lần pin đô la bên đây thằng bị ai lần sai sập là đấy bây giờ cầm hôn bị lơ ngói về một hai lần đi sai sập là đấy còn tay sắp chăm pin là phải bốn cả ABC nứng nâng lên pin rồi mình là đọc là mùi rồi cả nứng về nâng lên pin rồi là pi rồi là mình đây thà một đôi cạ về là xuân tôm một đôi cạ về là đập là để chắc mình đây thà pi phần cạ nó về là pi rồi đô la ai pi rồi đô la nó
ក៏នៅក្នុងសន្ទរកាក់ABC ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឈប់ឲ្យយើងរកហើយណាគេចេះគេឲ្យយើងកំពុងតែរកនៅពេលនេះនៅ2021ប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបិទហើយចេះគេយកកាក់ ABC ហ្នឹងអាចទៅលក់សម្រាប់គេនៅ Phuket គេនៅ Phuket ហ្នឹងគេចំនួនលុយបានអាចបុះបានយើងអាចដោះដូរលក់ដោះដូរទំនិញបានសម្រាប់គេដែលគេ Phuket ហ្នឹងគេមានតែ 2 ហ្នឹងឯងសម្រាប់ពីតូតរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប